Chà chà, chúng ta có đồ ăn ngon ghê. Hôm nay chúng ta sẽ cùng mang đồ ăn rất ngon này đến cho các cái cô chú công nhân lái máy cẩu, máy xúc nha, máy bê tông nha. Mở ra xem cái gì nào. Rất nhiều thạch nha. Chà chà, ngon tuyệt vời. Chúng ta sẽ mời các cô chú công nhân ăn thạch nha. Dinh dinh dinh. Nào. Dinh 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 dinh. Đây là xe trộn bê tông. Dinh dinh. Nào, chú lái xe trộn bê tông thích ăn thạch màu gì nào? Cho tôi thạch màu xanh, thạch dưa nha. À đây. Thạch màu xanh đây rồi, thạch quả dưa nha. Nào, đấy, mời chú ăn nha. Dinh 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 dinh. Xin cảm ơn. Nào, và mời ô tô máy cẩu nào. Đây, ô tô máy cẩu đây. Ô tô máy cẩu có hai chú công nhân nha. Một chú công nhân lái xe đằng trước nè. Một chú công nhân lái xe lái máy cẩu đằng sau nè. Nào, chú lái xe ăn thạch màu gì nào? Ăn thạch màu hồng nha. Thạch dâu tây nha. Xin cảm ơn. Cảm ơn nha. Nào, còn chú lái máy cẩu ăn thạch màu xanh nha. Đây, thạch dưa. Chà chà chà. Nào, chúng ta lại đi tiếp nha. Dín 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 dín. Nào, máy ủi nào, máy ủi đâu. Dín. Chà chà, máy ủi xem nào, có mấy chú công nhân. À, có hai em bé này. À, hai em bé lái xe đằng trước này. Chà chà. Và một bạn lái xe máy ủi đằng cẩu đằng sau này, máy xúc đằng sau này nhé. Nào, hai bạn này ăn thạch màu hồng nha. Đó, thạch đào nha. Đó. Và đây nữa cũng là thạch đào nha. Đó, mời bạn ăn thạch đào nha. Đó, cho mẹ ủi lên để đựng nha. Còn bạn lái máy cẩu đằng sau thì ăn thạch vải nha. Đó, thạch màu trắng nè, thạch vải này. Đó, để đây nha. Nào, đi thôi. Nhìn 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 nhìn. Nhìn nhìn nhìn. Nào, mời xe cứu hỏa nào, xe cứu chữa cháy nào. Nào, đây xong có hai chú công nhân nha. Nào, chúng ta ăn thạch màu cam nha. Đấy, vị cam đấy. Nào, cha cha. Nào, các chú này ăn thạch màu cam nha. Vị cam nhé nhé nhé. Xin cảm ơn nha, chúng tôi đi chữa cháy đây. Nhìn 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 nhìn. Nào, mời xe trộn bê tông màu cam và màu xanh nào. Chà chà. Có hai chú nhá. À, có một chú lái xe thôi nha. Nào. Đó, ăn thạch dừa nhá. Mời chú ăn thạch dừa nhá. Đó. Đó, chú. Nào, ăn thạch dừa nhá nào. À. Rồi, xin cảm ơn nhá. Tôi đã đi trộn bê tông đây. Tôi sẽ đi trộn bê tông ngay đây. Nhé. Nhìn 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 xe tải nào. Đây là xe tải màu có cabin màu xanh nha. Đấy, thùng màu cam nha. Chà, xe trọng tải lớn đây. À, chà, rất nhiều bánh. Nào, ăn thạch màu gì nào? Xe tải ăn thạch màu ăn thạch màu hồng, thạch đào nha.
xe tải đi nhiều ra trời nắng, cho hai cái thạch, cho thạch thạch xoài nữa nha, thạch màu vàng nha. À, thích quá. À, xin cảm ơn, tôi đi chở đất chở đá đây, chở xi măng đây, chở cát chở sỏi đây nhé 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 nhé. Xe tải đến công trường đây. À, con bạn Doraemon này nữa. Ăn thạch gì nào? À, này, cho thạch màu xanh nha. À, cho thạch thạch dừa nha. Đó, nào, Doraemon đi chơi nha, đi gõ trống này. À, bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn nhá.